Xin chào tất cả anh chị, các bạn và các em. Chúng ta đã quay lại với trang Kiến Vàng Video. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một chủ đề khá là hot liên quan đến cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Thì đó chính là Digital Twin, hay còn gọi là bản song sinh kỹ thuật số, bản sao kỹ thuật số. Với nội dung này thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu rằng Digital Twin là gì, vì sao trong những cái khoảng thời gian gần đây thì cái tên này là nó lại trở nên nổi tiếng như vậy. Và thưa các bạn, trên thế giới này cũng đã có khá là nhiều những công ty người ta đã áp dụng thành công cái công nghệ Digital Twin này. Thì chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu xem họ đã làm gì và chúng ta hãy cùng học hỏi từ họ nha. Đầu tiên thì chúng ta hãy nhìn xem về cái phần lịch sử thì cái công nghệ này sẽ như thế nào. Thì Digital Twin nó không phải là một cái tên mới các bạn, thậm chí nó đã ra đời cách đây hơn 20 năm rồi, năm 2002 thì nó đã ra đời tại Mỹ. Và mục đích lúc đó là người ta sử dụng để giải quyết các bài toán mô phỏng phức tạp liên quan đến ngành công nghệ vũ hàng không vũ trụ. Sau đó bẵng đi một khoảng thời gian, bởi vì công nghệ này cũng khá là yêu cầu một lượng dữ liệu lớn và cũng khá là phức tạp lúc đó. Cho nên đến tận năm 2010 á, thì cái công nghệ này mới bắt đầu phát triển trở lại với sự phát triển của IoT, Internet of Things. Và đồng thời lúc đó cũng có một số công ty như là Siemens bắt đầu dự án của họ, hay là một số công ty thì bắt đầu triển khai cái dự án về giải pháp thương mại liên quan đến Digital Twin. Đó là giai đoạn phát triển. Tuy nhiên đến năm 20 thì cái công nghệ này mới thực sự là bùng nổ. Vì sao? Bởi vì một số dự án mới bắt đầu mang lại cái kết quả. Và đồng thời dưới sự tác động của, như các bạn biết là lúc đó là đại dịch Covid, cho nên là nó sẽ thúc đẩy cái chuyển đổi số diễn ra rất là mạnh. Vì vậy cho nên Digital Twin trở nên là một trong những cái tên mà được rất là nhiều những công ty và quốc gia biết đến. Ngoài những yếu tố lịch sử như vậy thì chúng ta còn có thể tính đến những yếu tố liên quan đến nhu cầu, như là như hiện tại các bạn, sản xuất chúng ta không còn là loại sản xuất theo lô lớn nữa, mà chúng ta sẽ sản xuất theo tùy biến, theo nhu cầu của người dùng nhiều hơn. Thì với cái cách sản xuất này, nó sẽ yêu cầu cái quá trình test sản phẩm ấy cần phải diễn ra thật sự nhanh, và khối lượng chúng ta sử dụng dữ liệu, bởi vì nó customize theo từng người dùng mà, thì khối lượng dữ liệu lớn. Các nhu cầu khác như là nhà thông minh, sản xuất thông minh, hay là những khu dân cư thông minh á, thì nó cũng yêu cầu đến cái việc mà mô phỏng, triển khai dự án và đánh giá dự án cần phải thực hiện nhanh, sử dụng dữ liệu lớn và mô phỏng một cách chính xác hơn. Ngoài ra thì cái Digital Twin chúng ta ấy, nó cũng được phát triển, được hỗ trợ rất là nhiều bởi những cái công nghệ liên quan. Như tôi đã nói thì nó bao gồm là công nghệ IoT, Internet of Things. Thì bây giờ những cái cảm biến chúng ta được sản xuất càng ngày kích thước nó càng nhỏ gọn hơn, độ chính xác tốt hơn. Đồng thời nó lại sản xuất với một cái số lượng lớn, dẫn đến là cái giá của nó rẻ hơn và dễ dàng tiếp cận đối với người dùng. Khi chúng ta sử dụng Digital Twin ấy, thì nó sẽ cần một dữ liệu rất là lớn để đổ vào trong hệ thống phân tích, thì cái phương tiện kết nối của nó cũng trở nên rất là quan trọng. Trong quá khứ thì chúng ta chỉ có là 3G thôi, hiện tại chúng ta có 4G, chúng ta có 5G đúng không? Chúng ta có Wi-Fi với tốc độ cao, thì nó cũng thúc đẩy cái sự phát triển Digital Twin rất là mạnh. Ngoài ra thì có những công cụ phân tích dữ liệu, lưu trữ dữ liệu như là Cloud Computing, AI và Big Data Analysis. Các bạn có thể thấy rằng AI bây giờ cũng rất là phổ biến và rất là nhiều đúng không? Thì những công cụ này nó giúp cung cấp và phân tích dữ liệu một cách chính xác cho Digital Twin. Đối với các công ty á, thì hiện tại người ta cũng dễ tiếp cận hơn đối với công nghệ này. Bởi vì sao ạ? Bởi vì có nhiều công ty người ta đã xây dựng cái dịch vụ sẵn rồi. Ví dụ như Oracle này, người ta cũng build ra cái platform của họ, Microsoft Azure, General Electric hay là IBM. Người ta đã có sẵn rồi, cho nên là hiện tại thì chúng ta sẽ không cần phải phát triển từ đầu, mà chúng ta hãy suy nghĩ đến là chúng ta hãy lựa chọn công nghệ phù hợp và phát triển từ những công nghệ đó. Thì đó là chính là những cái lý do vì sao trong cái khoảng thời gian vừa rồi thì Digital Twin nó lại nổi lên là một công cụ, là một cái từ rất là nổi tiếng như vậy. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu xem là cái công nghệ này nó là gì nha các bạn. Digital Twin
giống như là bản song sinh thực tế của mình vậy. Thì ở đây bản song sinh kỹ thuật số nó sẽ tạo nên một cái phiên bản giống như là phiên bản thực tế của những cái sự vật. Thì thực tế nó có thể mô phỏng như là máy móc này, hệ thống máy móc của chúng ta, quy trình sản xuất tại nhà xưởng, hay là có thể là những cái hệ thống mạng lưới điện, hay là cả dữ liệu người ta cũng có thể mô phỏng được ha. Thì những cái hệ thống vật lý này á, nó sẽ được kết nối với sensor, sau đó sensor sẽ cung cấp những dữ liệu và cung cấp cho hệ thống phân tích. Thì hệ thống phân tích này sẽ thu nhận tập dữ liệu, phân tích dữ liệu, sau đó sẽ lập nên một cái mô hình đó, song sinh của nó. Thì đối với một mô hình song sinh, các bạn hãy để ý rằng nhé, ở đây là chúng ta sẽ thấy là một cái mũi tên hai chiều, có nghĩa là tùy vào trong cái mức độ mà người ta phát triển digital twin, nó có thể khi mà mình test những cái giải pháp ở trên cái phần mềm ảo này, bản song sinh ảo này, thì nó cũng có thể quay ngược lại về điều khiển hệ thống vật lý. Một số ở công ty thì người ta phát triển mạnh hơn digital twin này bằng cách là người ta liên kết với những công nghệ khác liên quan đến công nghiệp 4.0, như là AI hay là cloud computing, thì giúp cho cái việc sử dụng và phân tích dữ liệu một cách là thông minh hơn. Như vậy thì thưa các bạn, digital twin nó sẽ, khi chúng ta nói về cái việc mà mô phỏng như vậy, thì người ta sẽ có một cái câu hỏi là nó sẽ hơi giống với cái mô phỏng mà chúng ta đã học ngày trước, đúng không ạ? Các bạn có nhớ rằng là chúng ta đã học về mô phỏng bằng về phần mềm Arena hay là FlexSim, đúng không? Như vậy thì digital twin nó có thực sự là nó khác hay là chỉ là một cái tên mới thôi, thưa các bạn? Thì câu trả lời là thực tế nó khác. Nó khác như thế nào? Các bạn có thể thấy hình ảnh ở đây á. Thì đối với simulation á, thì cái điểm khác thứ nhất nó sẽ liên quan đến cái chiều của dữ liệu. Simulation chỉ là lấy từ thực tế và mô phỏng lại trên phần mềm thôi. Chúng ta sẽ mô phỏng những giải pháp trên đó. Tuy nhiên đối với digital twin thì nó có cái chiều ngược lại các bạn. Tức là mình đã nói là nó có thể quay ngược lại và nó điều khiển cái hệ thống vật lý. Cái điểm khác thứ hai nữa là liên quan đến cái thời gian phân tích các bạn. Đối với simulation thì các bạn có nhớ rằng là chúng ta cần phải thu thập dữ liệu trong một khoảng thời gian dài, sau đó chúng ta mô hình hóa nó và chúng ta để vào trong cái phần mềm mô phỏng. Thì đối với digital twin nó lại khác, nó thu thập trực tiếp từ những sensor và phân tích dữ liệu dựa trên các hệ thống phân tích. Nó có thể là hệ thống phân tích dữ liệu rời riêng của digital twin luôn, hoặc là nó kết hợp với AI hay là cloud computing. Thì cái thời gian phản ứng của nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều so với simulation. Cái điểm khác thứ ba nó sẽ liên quan đến cái lượng dữ liệu các bạn. Đối với simulation nó sẽ bị giới hạn bởi cái tốc độ lấy dữ liệu và phân tích dữ liệu, cho nên cái lượng dữ liệu á, chúng ta đưa vào nó sẽ bị giới hạn. Đồng thời cũng có một số dữ liệu thì chúng ta lại không thể thu thập đủ được. À, thì đối với digital twin ấy, thì nó thu thập dữ liệu bằng những con cảm biến từ hệ thống IoT, cho nên lượng dữ liệu của nó sẽ rất là nhiều và sẽ rất là chính xác. Thì khi chúng ta có một lượng dữ liệu chính xác và nhiều thì chúng ta có thể mô phỏng tạo ra được một cái bản song sinh càng ngày càng hoàn hảo à. À, ngay cả từ cái tên là bản song sinh digital twin, cái từ twin cũng thể hiện là cái việc là độ chính xác của cái việc mô phỏng đó rồi. Tức là nó có thể chính xác từ những cái ADN, đúng không ạ? Rồi, thì chúng ta đã biết là digital twin như thế nào rồi, thì hãy đến với những cái lợi ích từ nó. Thì thực tế là digital twin nó đến từ cái giải pháp và mô phỏng, cũng như đến từ những cái công nghệ đi kèm, ví dụ như IoT. Thì khi chúng ta lắp những cái công nghệ đi kèm như vậy thì chúng ta sẽ có thể quản lý hệ thống của mình một cách là chặt chẽ, bởi vì dữ liệu nó cung cấp cho chúng ta một cách liên tục mà. Và một số hệ thống nếu mà được setup tốt thì có thể cung cấp dữ liệu theo thời gian thực, theo real time. Nó sẽ cung cấp những dữ liệu chuyên sâu hơn, phân tích chuyên sâu hơn với sự hỗ trợ của những cái công cụ phân tích như AI à. Và khi chúng ta thực hiện sử dụng cái digital twin ấy, thì bởi vì một số mô phỏng mà
phân tích dựa trên hệ thống thì có thể quay ngược lại điều chỉnh cái hệ thống vật lý chúng ta, cho nên là nó sẽ giúp chúng ta bảo trì thông minh hơn. Đến từ những lợi ích của cái bảng mô phỏng thì nó sẽ giúp cho mình ra quyết định nhanh và tối ưu, nó phù hợp trong cái điều kiện sản xuất mới. Nó sẽ thúc đẩy chúng ta cải tiến. Vì sao như vậy? Thì thưa các bạn, giống như là lúc trước thì mình có một cái ý tưởng nào đó đúng không? Thì mình sẽ thực hành dựa trên một cái mô hình thực tế luôn. Ví dụ một chiếc xe hơi thực tế, thì cái việc đó nó sẽ có một cái risk là đôi khi chúng ta cái chi phí của cái việc test á nó rất là lớn, dẫn đến chúng ta bị dè dặt trong cái việc thực hiện những cái thay đổi đó. Tuy nhiên khi mà chúng ta đã có cái mô hình digital twin này rồi á, thì có nghĩa là chúng ta có một môi trường hoàn toàn linh hoạt để chúng ta có thể test tất cả những ý tưởng bằng một cách nhanh nhất và chi phí thấp nhất. Như vậy là bởi vì vậy cho nên ở đây chúng ta mới nói là nó sẽ thúc đẩy cái quá trình cải tiến phát triển sản phẩm mới. Và cái lợi ích thứ ba nữa nó sẽ liên quan đến trải nghiệm người dùng các bạn. Một số công ty, đặc biệt là trong ngành công nghiệp sản xuất xe hơi, người ta sẽ xây dựng ra những cái bản mô phỏng của những chiếc xe. Ở trong đó thì người dùng có thể tự quyết định và thay đổi một số cái phụ tùng trong đó dựa trên cái nhu cầu của họ. Và lúc đó nó sẽ được mô phỏng luôn để người dùng có thể biết và trải nghiệm được cái cảm giác là cái xe của mình sẽ chạy như thế nào, hình ảnh nó sẽ khác như thế nào. Thì đó gọi là nâng cao trải nghiệm người dùng các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ đến với một số cái áp dụng cái digital twin trong cái những công ty trên thế giới. Thì công ty đầu tiên mình muốn nói là công ty General Electric, một cái tên rất là nổi tiếng đúng không ạ? Thì công ty này là dường như 70 trên 70% máy bay trên thế giới này sử dụng động cơ của General Electric. Thì ngày xưa ấy thì GE đã tạo nên một cái mô hình digital twin bản song sinh kỹ thuật số cho cái động cơ GE90 cho những cái máy bay hoạt động trong tầm xa Boeing 777. Bởi vì những chiếc máy bay được sản xuất ra mà nó sẽ liên hệ, nó sẽ có tác động rất là lớn đến cái cuộc sống của con người, cho nên nó cần phải test rất là kỹ. Thì công ty này á, mỗi lần test như vậy thì cái chi phí nó rất là lớn, cần phải test rất là kỹ mà đúng không ạ? Thì họ mới nghĩ tới cái việc là sử dụng cái công nghệ digital twin này. Thì họ áp dụng đầu tiên á, họ áp dụng cho cái tua bin, và trong cái tua bin thì họ tập trung nhiều vào trong cái cánh quạt composite của nó, bởi vì cái đây chính là cái bộ phận dễ bị ảnh hưởng nhất đối với cái môi trường. Thì họ test, họ cho rất là nhiều những cái điều kiện test vào trong đó các bạn, ví dụ như là nhiệt độ rồi tốc độ bay, điều kiện khí hậu. Đặc biệt là lúc đó người ta phát triển cho cái thị trường Trung Đông nữa, nên họ mô phỏng cả đối với cái khí hậu nóng và cát của vùng Trung Đông luôn. Thì khi mà họ test như vậy, họ sẽ biết được là cái cấu trúc cánh quạt như thế nào là phù hợp, và khi nào cái tình trạng của máy bay sẽ như thế nào, và nó sẽ đề xuất bảo trì một cách chính xác nhất. Đối với công nghiệp năng lượng thì chúng ta hãy đến với công ty Siemens. Siemens đây là một trong những công ty sản xuất công nghiệp lớn nhất châu Âu các bạn. Thì Siemens tập trung sản xuất nhiều loại tua bin công nghiệp, và trong cái thời điểm mà trước khi mà nó phát triển digital twin ấy, thì nó có mua lại cái lĩnh vực tua bin khí và máy nén của Rolls-Royce. Thì khi mà nó mua lại và nó phát triển sản phẩm mới thì nó lại gặp một số khó khăn, như là cái sản phẩm mới của nó thì nó bởi vì nó mua lại mà, cho nên nó không phải phát triển mẫu hoàn toàn ngay từ ban đầu mẫu tua bin này. Đồng thời khi mà nó phát triển cho sản phẩm mới thì nó phải phát hiện là khối lượng dữ liệu rất là lớn. Chính vì vậy cho nên là những giải pháp lúc đó của Siemens nó không đáp ứng được cái nhu cầu. Sau đó thì họ mới nghĩ đến là một cái giải pháp về digital twin. Họ build lên là một cái hệ thống song sinh ảo, người ta gọi là Atom. Đó. Thì Atom như hình đây, các bạn sẽ thấy rằng đây là hệ thống vật lý và đây là mô hình ảo. Thì đối với cái mô hình này nó sẽ mô phỏng cả rất là nhiều những yếu tố liên quan đến cái chuỗi sản xuất. Thì nó sẽ bao gồm là customer, nó bao gồm những điều kiện liên quan đến logistics các bạn,
rồi những điều kiện về về testing, rồi hệ thống sửa chữa, hay là cái điều kiện bảo trì, vân vân, rất là nhiều những yếu tố chi tiết ở đây người ta xây dựng rất là kỹ lưỡng. Thì đối với cái hệ thống này giúp cho Siemens á, test rất là nhiều yếu tố, và họ sẽ mô phỏng tất cả những yếu tố tương tác trong vòng đời của một tua bin. Họ sẽ chạy các giả định và trực quan kết quả. Thì cái việc này giúp cho họ quản lý được hiệu quả hơn rất là nhiều. Đồng thời họ có thể quản lý được các KPI liên quan đến, không những là cái điều kiện liên quan đến máy móc, mà còn là những điều kiện liên quan đến cái chuỗi sản xuất của họ nữa. Chúng ta hãy đến một ví dụ khác liên quan đến Tesla. Thì Tesla họ đã tạo ra một cái bảng song sinh số cho mỗi chiếc xe mà họ sản xuất ra các bạn. Thì khi mà họ sản xuất chiếc xe như vậy á, thì các cảm biến trên xe sẽ truyền thông tin về những cái điều kiện của xe và những thông tin hoạt động của xe lên cho cái hệ thống lưu trữ thông tin. Thì cái hình này nó có mô phỏng một phần cái hệ thống Digital Twin của Tesla. Nó sẽ thu thập những dữ liệu liên quan đến tình trạng của máy, điều kiện môi trường, sau đó nó sẽ xử lý và quay ngược lại cho cái hệ thống Digital Twin. Digital Twin chúng ta sẽ xử lý, chúng ta sẽ phân tích, mô phỏng, đồng thời khi mà có một số thay đổi thì nó có thể test ở trên cái hệ thống này. Sau khi test xong thì nó sẽ quay ngược trở lại và nó sẽ điều chỉnh ở trên máy bằng cách là cập nhật lại phần mềm. Đó, nó tương thích tới mức như vậy ha. Và nó hạn chế tối đa cái trường hợp mà người ta cần phải cân chỉnh một cách trực tiếp trên những cái gara. Một số dịch vụ mà mang lại đối với cái công nghệ Digital Twin của Tesla như là họ có thể điều chỉnh cấu hình xe phù hợp trên các điều kiện khác nhau, những môi trường, những cái cách lái khác nhau, hay là họ sẽ cung cấp cái trải nghiệm là người dùng thay vì là họ cần phải đến các trung tâm sửa chữa để họ kiểm tra bảo dưỡng máy, thì cái hệ thống này nó cũng sẽ phân tích và nó sẽ nói cho người dùng biết luôn là thời điểm nào cần phải sử dụng cái công nghệ nào, cần phải điều chỉnh và bảo dưỡng cái bộ phận nào trong cái xe hơi. Rồi các bạn, chúng ta hãy đến với một cái tên liên quan đến ngành sản xuất lốp xe, đó chính là Bridgestone. Đó, đây là một cái hãng sản xuất khá là nổi tiếng trên thế giới, chuyên cung cấp cho các hãng xe như là Toyota, Audi, vân vân. Thì các bạn, khi mà họ sản xuất như vậy ấy, thì họ mới thấy rằng là bởi vì một chiếc lốp xe được sản xuất ra ấy, thì họ cần phải test rất là nhiều. Họ test để xem điều kiện mài mòn, độ đàn hồi của nó, vân vân. Đó, thì trong quá trình test như vậy họ cần phải sử dụng nhiều lốp xe, và test thì không không phải là trong một khoảng thời gian ngắn thì mới test được. Chính vì vậy cho nên là Bridgestone họ mới suy nghĩ đến cái việc là họ tạo ra một cái mô hình ảo mô phỏng cái điều kiện test của chiếc lốp xe đó. Thì họ đã test về tốc độ này, điều kiện mặt đường, cách lái xe, nhiệt độ, vân vân. Thì các bạn có thể thấy ở đây là một cái hình ảnh mà họ đã giới thiệu rằng á, đây hình ảnh của nước, mà khi một chiếc bánh xe chúng ta đi qua một bụng nước thì nước nó sẽ văng lên, đúng không? Thì trong cái mô hình Digital Twin của Bridgestone ấy, họ cũng đã mô phỏng được kỹ lưỡng nó như vậy các bạn. Đó, rất là chi tiết ở đây. Thì sau khi mà Bridgestone người ta đã xây dựng lên cái mô hình Digital Twin như vậy á, thì nó giúp cho họ test nhanh hơn. Đó, giảm 20% số lốp thực nghiệm này, rồi giảm cái thời gian phát triển sản phẩm lên 50%. Đồng thời khi mà họ test ít đi ấy, thì cũng đồng thời lốp xe được thải ra ít đi, mà lốp xe thải ra ít đi thì sẽ mang lại lợi ích về môi trường, đúng không ạ? Rồi, rồi chúng ta hãy đến với một ví dụ khác. Đó, thì cũng là ví dụ cuối cùng mà hôm nay mình muốn trình bày liên quan đến cái việc quy hoạch đô thị các bạn của Bộ Năng lượng Mỹ. Thì Bộ Năng lượng Mỹ á, họ lo ngại rằng á, khi mà những thành phố của họ phát triển như vậy á, thì cái mức tiêu thụ năng lượng họ sẽ không kiểm soát được. Đồng thời nó cũng liên quan đến cái việc là họ quy hoạch đô thị nữa, tức là cơ sở đường điện cung cấp liệu rằng có đủ hay không với những tốc độ đó. Thì họ mới lập nên cái dự án Digital Twin này, nó tên là Autobahn. Họ xây dựng trong vòng 5 năm lận.
thì họ sẽ tạo ra cái bảng sao số của những tòa nhà, tất cả các tòa nhà ở trong tại Mỹ. Và trên những cái bảng sao số đó thì họ sẽ thu thập những cái thông tin như là hình ảnh vệ tinh, đường phố này, dữ liệu về LiDAR, rồi các mô hình tòa nhà, rồi những tiêu chuẩn xây dựng ấy, có thể được xây dựng ha. Rồi mỗi tòa nhà thì có thể là về chiều cao này, về kích thước loại hình tòa nhà như thế nào này, số lượng cửa sổ là nhiều hay ít này, bởi vì nó ảnh hưởng đến năng lượng mà. Rồi vật liệu bao che là kính hay là về gạch đó, rồi loại mái như thế nào, hệ thống sưởi như là thông số, thông gió như thế nào và điều hòa như thế nào, vân vân, rất là nhiều những yếu tố người ta thu thập. Thì khi mà họ thu thập như vậy thì họ sẽ đưa vào trong cái mô hình mô phỏng, họ sẽ tính toán được là năng lượng tiêu thụ của thành phố này trong cái khoảng thời gian trong tương lai là như thế nào, và họ sẽ quy hoạch những cái nguồn cung cấp về năng lượng, những cơ sở hạ tầng làm sao để đủ cho cái nguồn năng lượng đó, không có quá dư thừa cũng như là không có quá thiếu. Đó, thì cái dự án Autobahn này nó đã được triển khai, nó đã được phát hành vào năm 2021. Tuy nhiên trước đó thì nó đã nghiên cứu được 5 năm rồi. Rồi thưa các bạn, thì mình đã trình bày một số nội dung liên quan đến Digital Twin. Thì đây là cái phần thứ nhất. Phần thứ hai thì mình sẽ trình bày cho các bạn là mình sẽ triển khai cái Digital Twin đó, cái phương pháp mình sẽ triển khai như thế nào. Đồng thời là ở trên thế giới thì có những cái nền tảng nào người ta đã cung cấp cái dịch vụ Digital Twin như thế này, thì mình cũng sẽ tìm hiểu xem ha. Thì mình cũng xin phép kết thúc video tại đây. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like và subscribe cho Trang Kiếm Vàng video nhé. Xin cảm ơn tất cả mọi người ạ.